Đúng rồi. Thưa anh thì cũng chia sẻ một phần nào đó với những người đã mất và những người đang nằm bệnh viện. Thì cái sự chia sẻ vẫn còn đang tiếp diễn. Anh sẽ tiếp tục kêu gọi thêm nữa để có thể có những điều tốt nhất có thể cho những người đã ngã xuống vì cái sự bình yên của xã hội và những cái người mà còn đang nằm bệnh viện. Nhưng mà sau cái sự việc này thì anh thấy rằng toàn xã hội đang quan tâm một cách đặc biệt luôn. Bởi vì đây là những chiến sĩ rất là thầm lặng, những người luôn luôn thầm lặng đem, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình để lo cái sự yên bình cho xã hội, thì tại sao chúng ta quan tâm? Và anh biết chắc rằng là tất cả mọi người đang rất là đau lòng và chia sẻ những cái đau, nỗi đau đó với người thân, với người đã mất và những người còn đang nằm trong bệnh viện. Và mong rằng tất cả mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ. Và bây giờ thì tất cả chúng ta cùng chung tay để lo cho những người đã mất và những người đang nằm bệnh viện. Đó là cái điều mà nghĩ rằng là với truyền thống người Việt Nam là lúc này là đang được thể hiện một cách tốt đẹp nhất. Hiện nay thì đúng là tội phạm thì có nhiều nơi là có nhiều cái đối tượng rất là manh động và sẵn sàng gọi là chống trả bằng bất cứ giá nào. Và qua đây thì cũng có một cái kinh nghiệm là cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta đối diện với những cái tên tội phạm như vậy, chúng ta phải gọi là rất là phải gọi là chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó, đừng có chủ quan bất cứ một giây nào cả. Đây là phải nói đây là một cái chuyện rất là đau buồn, mà nó sẽ là một bài học kinh nghiệm cho tất cả mọi người khi mà gặp một đối tượng nguy hiểm nào đó. Anh em đã sống đã chung chí hướng này mà để mà ra đi hai người anh em vậy á, mà những sự mà mất mát mà như vậy, bọn em rất là buồn. Sống với anh em mà tình cảm ở trên hết, yêu thương với nhau, đùm bọc với nhau, chứ còn mà nếu mà vật chất tiền bạc thì nói chung đối với anh em thì nó không có một cái gì gọi là, chẳng qua là anh em bỏ thời gian công sức ra để giúp xã hội, không cần tiền, không cần thù lao gì mà giờ anh em đã mất như vậy cũng rất là buồn. Sau vụ việc này á, tôi thấy giờ cũng mong các cơ quan chức năng ban ngành của lãnh đạo thành phố cấp cao thì cầu mong cho các anh xét duyệt là như anh em hiệp sĩ như thành phố, rồi có một cái danh ngôn là cũng như là ở trong địa bàn quận, địa bàn phường để thành lập một cái nhóm, cái tổ để tự quản của cơ quan nhà nước trong thời gian như hàng tháng hay là hàng tuần, trong đó cho các anh em có thể tập huấn những kỹ năng là phòng chống tội phạm, nắm bắt tội phạm và những thế võ mà những cái về luật để anh em nắm bắt rõ hơn. Sau sự việc thì những anh em đã hy sinh vậy, theo tôi thì không bao giờ mà anh em chùn bước cả. Đã quyết tâm mà anh em đã hy sinh như vậy rồi thì không có sợ gì mà phải chùn bước với tội phạm cả. Buồn, cảm giác nói chung là nó cảm giác như nó có một cái gì đó nó đột ngột quá, mình không có thể mình cầm lòng. Ngày trước anh ở nhà thì nào như con người chính nào anh? Nói chung là hồi giờ người là chắc phát hiền lành, lo làm lo ăn, biết cố gắng làm mình sống cống hiến vì bản thân mình cho xã hội, với từ đó tham gia vào cái đội hiệp sĩ của thành phố này. Khi bạn tham gia thì thấy cái công việc mình làm hàng ngày như thế nào mà? Thì nói chung thực sự là em là người ở quê mới vào, nói chung là thực sự là ngoài cái nhiệm vụ công việc là hiệp sĩ thành phố là còn chúng tôi còn làm là bên xe ôm chạy Uber. Thì công việc đấy thì cơ bản đi trên đường, đi vừa đi chạy Uber mà vừa những cái tội phạm trên đường thì có mình khắc phục trên đường thôi. Hiện nay tội phạm có manh động không? Thì nói chung thực sự là manh động, tại vì trong cái diện hiện trường rồi trong những cái vết thương trên người cảm giác là thực sự là rất manh động. Nói chung thực sự là mong muốn là cơ bản là trước tiên thì mong muốn cho cái linh hồn nó được siêu thoát, rồi thứ hai nữa mong muốn cho cơ quan chức năng rồi cố gắng mình vào cuộc, cố gắng điều tra làm rõ vụ việc này. Hôm nay thì anh thấy là các anh em hiệp sĩ rồi bạn bè tới đây là chia buồn với gia đình như thế nào? Nói chung là thực sự là những cái anh em hiệp sĩ đồng nghiệp rồi những người nói chung là người dân rồi bạn bè xung quanh hàng xóm thân thuộc tất cả nói chung là đã đến đây chia sẻ cùng gia đình, thì thật sự gia đình em thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn những cái tấm lòng đó của mọi người.
chưa? Rồi.
đi ơi. Oh, yeah.